các phương tiện chữa cháy. Ở đây là có bình chữa cháy đúng không ạ? Bình chữa cháy đây là phương tiện chữa cháy ban đầu. Tại sao gọi là phương tiện chữa cháy ban đầu? Vì nó dùng để dập tắt đám cháy ở giai đoạn ban đầu, những đám cháy nhỏ, đám cháy mới phát sinh. Bình chữa cháy. Ở đây là có hai cái bình chữa cháy, hai bình chữa cháy khác nhau chứ không giống nhau. Ở đây thì đều là loại xách tay thôi. Ngoài xách tay chúng ta sẽ nhìn thấy một loại như thế này gì nhỉ? Nó là to hơn. Nó là loại gì? Loại xe đẩy. Chúng ta gọi đó là loại xe đẩy. Đúng không? Ở đây cùng là xách tay. Nhưng ở đây là gì ạ? Cái chất chữa cháy ở bên trong mình này khác nhau. Chất chữa cháy bên trong mình khác nhau. Ở đây có một bình bột và một bình khí, thì theo ông bác là đâu là bình bột, đâu là bình khí? Bình phải là bình gì ạ? Loa to là bình nhỏ. Loa to là bình bọt, nhưng loa nhỏ là bình gì ạ? Loa nhỏ là bình khí. Có đúng không? Loa to là bình bột, loa nhỏ bình khí. Loa to là bình khí, loa nhỏ là bình nhỏ. Bột hay bọt ạ? Bột hay bọt? Bột. Tóm lại bây giờ là cái gì? Bình có loa phun to, đó là bình khí. Bình loa phun nhỏ, đó là bình nhỏ, bình bột. Bình có đồng hồ, đó là bình bột. Bình không có đồng hồ, đó là nhỏ, bình khí. Tóm lại, bình loa phun to là bình nhỏ. Bình có đồng hồ là bình nhỏ. Không có đồng hồ là bình nhỏ. Rồi, bây giờ sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng từng bình bột. Tại sao gọi bình bột? Vì chất chữa cháy bên trong mình là bột. Ngoài ra thì bên trong mình này còn có khí nitơ. Đang có khí nitơ thì bột không tự dưng phun ra ngoài đâu. Đấy, quan trọng nhé. Thân bình màu đỏ dán nhãn mác của nhà sản xuất, trên nhãn mác có ghi này MFZ4. MFZ là bình bột chữa cháy của Trung Quốc. Số 4 đây là có 4 cân bột ở trong bình, cân cả mình này lên khoảng 6 cân. Có chữ BC ở đây. Bình này có để dập tắt đám cháy. Loại B là làm cháy chất lỏng, C là làm cháy chất khí. Được chưa? Ngoài ra có số kích sử dụng một số khác là bình ở đây. Các bác nhìn theo tay này nhé. Tay sách, cần bóp, chốt kẹp trì, bộ phận màu lồng nên gọi là cụm van, vòi phun. Và cái này gọi là gì ạ? Ở đây có một cái đồng hồ. Đồng hồ này dùng để đo áp suất của khí nitơ ở bên trong mình. Đồng hồ này sẽ có 3 dải màu. Dải màu đỏ, dải màu xanh và dải màu vàng. Khi kim đồng hồ chỉ dải màu đỏ thì có nghĩa là khí trong mình đã yếu hoặc đã hết và mình này sử dụng không hiệu quả. Khi kim đồng hồ chỉ dải màu xanh, áp suất cũng bình thường, mình này sử dụng tốt. Khi kim đồng hồ nhích sang màu vàng, làm sao? Màu vàng thì sao? Màu vàng thì giống như đèn giao thông đi ngoài đường là sắp hết đúng không? Sai rồi, cái này sai rồi. Cái này là không, vàng này là không áp dụng quy tắc giao thông được. Mà là vàng này là áp suất cao hơn mức quy định. Nếu mà nó chớm nhẹ ra mạch màu vàng vẫn sử dụng được. Tóm lại là màu đỏ là gì ạ? Không dùng. Màu đỏ là sao? Ở nhà màu đỏ thì sao? Đèn đỏ thì sao? Không. Nhà màu đỏ, đèn đỏ không dùng. Đi giao thông bằng đèn đỏ không phải dừng. Bình chữa cháy chỉ
sang vạch màu đỏ, nghĩa là mình này không sử dụng được, có thể là sử dụng được nhưng không hiệu quả. Vâng, điều này rất quan trọng nhé, rất quan trọng. Đây đó là cách sử dụng, cách sử dụng. Khi có cháy xảy ra, chúng ta đến nơi để bình, nhanh chóng kiểm tra bình. Nơi để bình thì thường ngoài hành lang, chứ nơi để bình không ở trong này đâu. Nhưng hôm nay huấn luyện mọi người đang xem, em huấn luyện từ đây. Mọi người quay sau này bảo anh này anh lấy bình từ góc này sai, đúng không? Lấy bình kiểm tra bình. Rồi bình này màu vàng, màu xanh. Trong quá trình di chuyển để làm cháy, ta lắp xong bình. Di chuyển bình thì cần xách bình thế này là được rồi. Chứ đừng cầm vào cái này kéo nhá. Đang một số chị hay kiểu cầm cái này kéo, đúng không? Cầm một vòi thì kéo đi đứt mất. Một tay xách bình, một tay đỡ bình và lắp xong khoảng 3-4 lần, lắp ngược cả đây, lắp ngược đây. Cách đám cháy 4-5 mét, dừng lại làm thao tác rút rút kiểm trì. Tay cầm, tay của người sử dụng cầm vào cái tay cầm này, chứ không cầm lên trên, cầm một cái tay cầm. Quay chốt kiểm trì về phía mình và dặn rút chốt. Bao nhiêu lần bác nào làm thế này nhé, sẽ có người làm này. Tay bên này thì cầm, nhưng mà chốt thì đang cắm từ phải sang cái. Thì lại đến tay phải cầm thế này, sau này rút thế này. Thế kêu có. Còn là bên này chốt nó cắm từ bên này sang bên này, đến tay cầm này rút thế này. Tại sao mà không chuyển tay? Giật phải. Nếu mà chốt này mà han gì thì mình vừa rút vừa dẹp. Vừa rút vừa quấy. Được chưa? Vừa rút vừa quay. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ nhất sai như sau. Mẫu sai như sau. Một tay bóp, một tay rút. Đây người ta gọi là tay bóp gì ạ? Tay bóp. Từ tay bóp bình. Cách thứ hai là đặt bình xuống đất, tay giữ của bình để rồi lại ra vào nhận. Đúng không? Cách thứ hai sai đó là gì? Xe vào đây và rút, cũng không được. Cái mấu chốt của việc sử dụng bình đó là phải rút được chốt. Rất nhiều trường hợp phải trả lời báo chí là sử dụng bình không được, bình mà làm cháy là do gì ạ? Không rút được chốt. Sau đó chúng ta tiến. Tiến rồi ra. Theo hướng đó là đám cháy ngoài trời chọn đầu hướng gió, đám cháy ở trong nhà quay lưng cho đúng cửa. Quay lưng nhân cửa, đám cháy ngoài trời quay lưng nhân cửa. Khoảng cách, cách đám cháy khoảng 1,5 đến 2 mét. Một tay xích bình, một tay cầm ở đâu ạ? Cầm vào vòi thì sẽ có kiểu tưới hoa buổi sáng thế này. Một số cái vòi mềm, chính vậy chúng ta phải cầm tay vào loa phun, hướng loa phun và đám cháy vào nhỉ? Bóp vào. Khi bóp chúng ta không bóp chặt tay dứt khoát, đến khi đám cháy tắt hoàn toàn thì thôi, hoặc khi đến hết hoàn toàn thì thôi. Trong quá trình phun thì ta phun làm sao một phủ đều lên đám cháy này hiệu quả nhất, và khi bình yếu thì ta có thể tiến lại gần. Đặc biệt với các chị là không được như thế này nha, các chị quen rồi vào là cũng dễ lắm. Một chị vào là lắc lắc này thì đưa nhẹ nhàng thôi. Mọi người rõ về cách sử dụng của mình một chưa? Có câu hỏi không? Nếu không có câu hỏi thì em di chuyển rất bình khí luôn. Bình khí thì có một cái ưu điểm hơn bình bột, đó là ưu điểm cũng có nhưng mà nhược điểm cũng có, nhưng mà về cái ưu điểm cũng phải đấy. Chất chữa cháy này là nó không lưu lại khu vực cháy chữa cháy, bột phun ra rất bẩn, nhưng mà khí CO2 phun ra trước đây nó bay đi, nó không ảnh hưởng đến đồ vật xung quanh. Thân bình màu đỏ này gắn nhãn mác nhà sản xuất ở đây là MT3, MT bình khí cháy của Trung Quốc. 3 đây là 3 tấn khí CO2 cho mình. Thân mình đây là được làm một cái cố đây khá là nặng. Mọi người cẩn thận là dùng mình này là rơi vào chân nó hỏng cái bình. Rơi vào chân nó hỏng cái chân. Tay xách này, cần bóp này, gấp kẹp trì này. Đây có cục van này. Đây chúng ta có một cái đây vòi phun bằng kim loại bọc nhựa bên ngoài để tránh bỏng lạnh, loa phun bằng nhựa to. Khi có cháy xảy ra chúng ta đến nơi để bình. Cái bình này thì khi mà đến nơi thì chúng ta lại không biết gì nhỉ, không biết được bình này còn nhiều hay còn ít. Vì nếu mà theo kinh nghiệm thì chẳng thể nào mình không có đồng hồ, thì tốt nhất bình này ta giấu ở bên thường là còn chút tạp trì thì mình này vẫn còn khí. Nhưng mà bên này nó đã xảy ra những cái tình huống là cái góc này nó lỏng, khí nó có thể dò ra ở đây, vị trí này lỏng, khí nó dò ra. Vậy thì ta sẽ kiểm tra bình luôn tại đây, vừa lấy ra chúng ta gì ạ? Rút chốt luôn. Thực ra đây là mọi người nhìn đã,
chúng ta nói rút chốt đây là cách rút chốt là tương tự như bình kia mà rút chốt chúng ta đặt xuống đất rút chốt các bạn phải tay giúp của mình rút chốt đó rút chốt chúng ta làm gì ạ bóp thử đấy khí nó phun mạnh ra ở đây là tốt còn nếu mà bóp thử một khí nó phun rất mạnh ra đây nó đẩy nghiêng cả cái bình này là cái này trường bình này không sử dụng tất nhiên là với những người khỏe thì bọn em từ nó cũng được đấy nhưng mà rất nguy hiểm các bác không cần là khi mà cầm bình như này bóp một cái là bình nó văng bắn lên sau luôn vì khí nó hở ở đây mà nên chúng ta phải thử có trường hợp là khí nó phun ngược nó chạy ngược ra đây nó phun mặt ra nên chúng ta thử bình được thử bình thấy nào khí nó phun mạnh ra đây được các khớp nối để kín an toàn đúng không chúng ta di chuyển bình từ đám cháy di chuyển bình từ đám cháy bình này không cần phải lắp không cần phải lắp sóc rồi chúng ta tiến hướng tương tự như bình một đối đám cháy ngoài trời đều do đối đám cháy trong nhà nhỉ quay lưng ra đóng cửa cách đám cháy 4-5 mét về đầu năm bắt buộc phải làm một cái tùy theo tình hình này tùy theo vị trí của đám cháy thường thì chúng ta sẽ đưa loa phun lên tạo với thân bình một góc khoảng 80 độ còn đến đừng ban đầu đừng có chắc ngỏng ngay như này nha các bác nhá vào đến nơi chiến trận mình đang phải gì ạ dính con số vì đám cháy ở dưới thì rất là khó mình có thể đây còn nếu mà thấy đám cháy chưa cao mình có thể đưa lên cao này một tay xách bình một tay đỡ dưới mình về khoảng cách phun thì này càng gần càng tốt càng gần càng tốt thì lúc đầu nếu mà chúng ta đứng gần quá sẽ bị gì ạ bị bỏng vì lửa mọi chính vậy chúng ta có thể phun từ khoảng cách nào 1.5 mét nhưng mà nếu mà các bác cứ đứng mãi ở 1.5 mét như bình một nhá bình một là đứng 1.5 mét phun thì khi nào mình nó yếu thì mình đến gần còn bình này phun 1.5 mét phải nhanh chóng phải gặp tiến lại gần luôn phải nhanh chóng nhé các bác nhớ nhá nhanh chóng chứ không phải cứ đứng ở đây phun hay là phun bao giờ thì khoảng nhanh phun một cái này nhanh chóng cần như mình quy định của phun và tiến càng gần càng tốt thậm chí loa phun đến phải sát một góc được thì nó hiệu quả mới cao chú ý bình này khi sử dụng không cầm tay loa phun như tôi bảo này các bạn ngon chưa nhỉ các bạn có hỏi gì không ạ